Hi, mình chào người Nam nhé. Hôm nay dưới tiếp tục lên sóng giới thiệu cho người Nam một dòng controller của hãng Derbit Mỹ ha. Hôm nay mình về được 3 model, đó là con Derbit BA trơn đời đầu. Tiếp theo là con Derbit BA 260 và tiếp theo nữa là Derbit BA Venu B60. Đó, cả 3 model ha anh em ha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với con nho nhỏ này trước ha. Nhìn từ hình thức bên ngoài thì con BA trơn là nhỏ nhất ha, nhỏ nhất. Mình sẽ cho anh em xem được cái hình thức ngoại thất và nội thất của nó ha. Đây là một con BA trơn đời đầu ha, tiền thân của hai dòng BA kế bên. Thì con này nó gồm cả 2 inch 6 ao. Hàng bãi rất là đẹp nha anh em, đẹp lắm. Hàng bãi xịn sò chính hãng. Anh em nhìn thấy không? Nội thất ở đây ha. Nội thất thì trên main họ ghi Direct BA này. Đó, anh em thấy không? Rồi chip số giải mã luôn là đầy đủ hết. Đó. Mình tháo nội thất để cho anh em kiểm tra tình trạng máy nó còn ring hay không ring. Đó, hay là máy đúng chất lượng hay không ha. Đó, tháo cho anh em xem. Rồi còn đây là cái nắp ha, cái nắp ở đây. Nắp thì còn đẹp sơn sần anh em thấy không? Nhìn cái màu sơn là biết hàng xịn ha. Đó, em nghiêng qua nghiêng lại để cho anh em thấy cái độ bóng của nó ha. Đó. Và mặt sau ở đây ha, mặt sau ở đây. Con này thì được sản xuất tại China anh em ha, China. Đó, tem vạch bát đầy đủ ha, sản xuất tại China. Đó, sản xuất tại China ha. Con này chạy điện áp 220V ha, 220. Con này giá 4,5 triệu nha anh em, 4,5 triệu. Và tiếp theo nữa là một con Direct Derbit 260. Con này là hàng sản xuất tại Mỹ anh em ha. Anh em nhìn cái tay ốc thấy chưa, trời là hiểu rồi đó, là ít xài đẹp. Bên này cũng vậy ha. Này rất đẹp nha nè, đẹp lắm. Con này hàng xanh mới có này. Đó anh em thấy chưa? Đẹp không? Derbit tem bát rồi đầy đủ không? KCF kiểm định chất lượng của Mỹ đó. Đó. Kiếp riêng nguyên bản này anh em. Mình quay rất là nét ha. Anh em cứ từ từ mà xem. Hàng bán cho người anh em là cam kết là ring, đẹp là đẹp ha. Tình trạng máy móc như nào là mình báo rất là chi tiết. Đây anh em ha, mặt sau ở đây. Con này là được sản xuất tại Mỹ ha, 3D in USA. Điện áp là 224 2 inch 6 ao ha. Con này rất là chất lượng. Anh em nhìn thấy cái máy ngáp là biết uy tín rồi. Đặc trưng của Mỹ là làm những cái dây nguồn đẹp không? Ngáp hồng xuyến nữa. Đó. Tem bát thì đầy đủ khỏi chơ luôn không? Con này sản xuất tại Mỹ nha anh em. Con này giá 11,500 ha, rất là đẹp. Quay sơ sơ lấy nét lại cho anh em nhìn là rất là đẹp không? À, còn cái nắp ở đây ha, quay cho anh em coi cái nắp luôn. Đó, cái nắp đẹp sơn sần luôn anh em ha. À, mình nhìn cho em thấy cái sơn sần của Mỹ ha. Đó. Một cái hàng cực kỳ xịn sò và đẹp chất lượng, hiếm có ha. Con này mà kiếm cái hàng sản xuất tại Mỹ rất là hiếm, nên là giá nó cũng không hề rẻ, 11,500 một cây ha. Và tiếp theo nữa là cây Venu B60. Cây này là cây 3 inch 6 ao, anh em thấy không? 3 inch 6 ao, rất là đẹp. Rất là đẹp ha. Con này là được cái là còn thùng của này nè, còn thùng của ha, còn thùng Venu này. Đó, còn thùng Venu B60 luôn ha, còn thùng còn catalog luôn anh em ha, còn catalog của hãng luôn ha. Đấy, hàng bãi mà xem được những con như vậy thì đâu có đơn giản anh em không? Rất đẹp, rất đẹp. Anh em thấy đẹp nữa chưa? Quá đẹp luôn không? Con này nó chạy chip xử lý lũ khủ lăng khang, chạy tới mấy con luôn anh em. Chip Mỹ analog device. Đó. Thì những cái cây hàng như vậy thì cam kết với người anh em là không bao xịn, không có nói khái niệm bắt cái ở đây ha. Con này là điện áp auto-on nha, auto-on 124. Đó, mình đã show nội thất cho anh em xem. Và mặt sau ở đây ha. Mặt sau ở đây thì có ba cổng đầu vào, 3 input và 6 output. Con này thì được sản xuất tại Trung Quốc ha anh em ha. Sản xuất tại Trung Quốc, made in China. Đường autobahn ha, đường autobahn. Made in China là in dưới đây.
đây, made in China đây ha. Đó. Thấy cái đồng hồ hiển thị số nó đắm tem bát luôn không? Rất là xịn. Cây này thì giá không hơi rẻ ha. Cây này giá rất là cao. Cây này em bán giá 14 triệu ha. 14 triệu cho mau thấy. Cho mau thấy trong mùa ở ẩm cuối năm này ha. Một con Venu 360 mà giá 14 triệu thì cực kỳ rẻ. Quá rẻ đúng anh em không? Những cái dòng David này mà anh em nào chơi loa Reveler thì ghép giống như là cậu gặp mợ không? Rất là tuyệt vời. David chứ Reveler là nó bắt tay nhau rồi. Nên anh em nào mà chơi loa Reveler mà chưa có cái controller này thì nhanh trang bị nhà mình một cây ha, để phát huy được cái công năng của loa nhà mình ha. À, và mình cũng đã báo giá chi tiết, mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ qua địa chỉ này nha. Có số điện thoại, có địa chỉ gần thì ghé qua nhà uống trà cà phê chơi ha. Rồi, thân ái chào mọi người anh em.